Đến đây, đỏ có hai phương án đi quân. Một là mã 8 tiến 7. Và hai là mã 2 tiến 3. Phương án nhất của đỏ, mã 8 tiến 7. Tiếp theo. Đen tốt 3 tiến 1, khống chế mã đỏ. Đổi lại, như đen hoành xe cánh phải. Tiếp theo. Cờ đỏ dễ đi. Ở đây, đen tiến tốt chế mã. Tiếp theo. Đen bình xe sang tả lặc. Đổi lại. Như đen tốt 7 tiến 1. Tiếp theo. Cờ đen không có lợi gì. Ở đây đen bình xe sang nách trái. Tiếp theo. Hai bên đối chọi. Mời các bạn xem lại các diễn biến chính của phương án này.
hai bên đối chọi. Phương án thứ hai của đỏ là mã 2 tiến 3. Tiếp theo. Đỏ pháo 3 tiến 4 tuần hà là nước cờ đoạt tiên. Đỏ bình pháo ra biên là mưu ăn tốt. Cờ đỏ dễ đi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi tượng.